nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị khu đô thị Vạn Phúc City, vị trí khu đô thị Vạn Phúc, 375, quốc lộ 13 khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Khu đô thị Vạn Phúc City có vị trí đắc địa về giao thông và được xây dựng trên bán đảo đẹp nhất Sài Gòn. Với ba mặt Vạn Phúc City tiếp giáp với sông Sài Gòn, từ dự án đi đâu cũng tiện đến đâu cũng gần, với điểm mạnh ba mặt giáp công viên bờ sông xanh mát. Khu đô thị Vạn Phúc mỗi vị trí đều là một điểm nhấn của kiến trúc với góc nhìn thông thoáng, tràn ngập trong gió, ánh sáng. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện đã được tỉ mỉ lựa chọn từ những đơn vị chuyên cung ứng cho các dự án cao cấp tại thành phố. Chắc chắn tạo nên sự an tâm và đem lại sự hài lòng cho khách hàng các sản phẩm đang rao bán gồm Salet Villas 7x23m, biệt thự gia đình, 170 căn soft house tuyến phố đi bộ mang phong cách châu Âu. Diện tích 7x20m, 7x22m, những căn biệt thự mang sần, với địa thế hiếm có của mình, chủ đầu tư đã kiến tạo nên một khu đô thị xanh chuẩn mực và không gian mở sáng tạo. Vạn Phúc City là sự kết hợp hài hòa hai mặt của cuộc sống, một năng động, một tĩnh lặng với những tiện ích nổi bật ở Vạn Phúc City. Quảng trường Nhạc Nước được xây dựng trên khuôn viên hồ Đại Nhật rộng 16 hectare ngay trung tâm khu đô thị Vạn Phúc. Công viên giải trí quốc tế Ocean Cool là điểm nhấn ấn tượng của khu đô thị Vạn Phúc. Tọa lạc ngay hồ Đại Nhật lớn 21 hectare trong nội thành vừa đem lại không gian độc đáo, vừa điều hòa không khí tự nhiên. Bệnh viện quốc tế Vạn Phúc được đầu tư lên đến 750 tỷ đồng. Bến du thuyền Dragon Bay là một trong ba bến đổ trong hệ thống tuyến buýt trên sông Sài Gòn đáp ứng nhu cầu di chuyển của cư dân khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức. Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vạn Phúc, với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và công viên giải trí Ocean World, trung tâm thương mại ven sông sẽ trở thành biểu tượng mới của khu vực. Là một trong những đô thị trẻ và năng động, Vạn Phúc City không quên đem đến những giá trị tốt đẹp nhất cho những tinh hoa ưu tú tương lai. Hệ thống giáo dục từ mầm non đến phổ thông ngay trong nội khu, với mô hình giáo dục ưu việt, chương trình giảng dạy tiên tiến, chuẩn quốc tế, với quy mô 198 ha, hiện tại Vạn Phúc City đang mở bán đa dạng sản phẩm từ biệt thự ven sông đến các dãy shop house. Một số sản phẩm đang được khách hàng rất quan tâm hiện nay như biệt thự mang sần, biệt thự ven sông Sài Gòn, 230m2 đến 460m2 đất, giá từ 80 đến 180 tỷ trên căn, biệt thự gia đình, biệt thự đơn lập mặt tiền sông Sài Gòn, diện tích đất 342 đến 351 m2 đất, giá từ 103 tỷ trên căn. Khu Sunlet, nhà phố thương mại với diện tích 7 x 23m, diện tích sử dụng 600 đến 800m2 sàn, giá từ 33 đến 40 tỷ một căn. Shop House phố đi bộ rồi ở với diện tích 7 x 20m, 7 x 22m, xây dựng hầm âm và 5 tầng, giá từ 27 đến 45 tỷ một căn. Shop Villas Parkview với diện tích 7 x 22m, 9x 22m, xây dựng hầm âm và 5 lầu, giá từ 54 tỷ đến 74 tỷ một căn. Căn hộ Vạn Phúc City, sát đường ngoại bán. Với mỗi dòng sản phẩm, tập đoàn Vạn Phúc sẽ có chương trình thanh toán và ưu đãi khác nhau. Khu đô thị Vạn Phúc City không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn nổi trội bởi những tiện ích mà hiếm có khu dân cư nào tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh có được như bến du thuyền, công viên giải trí quốc tế, quảng trường Nhạc Nước Vạn Phúc Quốc Tơ Sâu, trường học song ngữ quốc tế MRC, bệnh viện quốc tế Vạn Phúc, hàng loạt công viên nội khu, Club House. Do đó, giá nhà tại Vạn Phúc City được giới đầu tư dự đoán sẽ luôn có sự tăng trưởng tốt ở mức ổn định cùng sự hoàn thiện hạ tầng, tiện ích tại nơi đây. Tại Vạn Phúc City, chủ đầu tư Vạn Phúc rất chú trọng đến tính thẩm mỹ nên các mẫu nhà đều được thiết kế tỉ mỉ và sang trọng, nhà phố thương mại, shop house, vị trí mặt tiền kết trục đường chính, những sản phẩm phù hợp với kinh doanh đa ngành nghề. Nhà phố liên kế gần công viên nội khu, nhiều cây xanh, yên tĩnh nên thích hợp sinh sống, biệt thự, với số lượng có hạn tọa lạc tại những vị trí đẹp nhất của khu đô thị, căn hộ Vạn Phúc, khu căn hộ Vạn Phúc Di Am và Ly tọa lạc vị trí trung tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đi xem bên trong dự án, quý anh chị vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0909477288. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.